Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi đứng ở phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì chỗ này nó gần với quốc lộ 56 nhá. Quên cái tuyến tránh quốc lộ 56, để xem cái sơ đồ này, không biết mờ mờ thì quý vị có xem được không? 56. Ôi trời ơi, này. Đây. Cho quý vị xem cái sơ đồ này nếu mà zoom to ra thì cái này là đây là đường Trịnh Đình Thảo này. Trịnh Đình Thảo, đây là đường Lê Đại Hành này, còn đây là tuyến tránh quốc lộ 56. Cái sơ đồ lô đất của mình đang đây và tôi đang ngồi ở đây. Tên đường này là cái đường gì nhỉ? Này vừa nãy có vào tên đường mà quên rồi. Tức là đi từ Trịnh Đình Thảo này, nếu ở Kim Dinh cái Trịnh Đình Thảo này là cái đường rất là to nhé. Đường phải đến 20-30 mét đường nhựa. Cái tuyến tránh quốc lộ 56 này thì cũng 4 làn đường và 2 làn xe máy. Cũng rất là to. Thì cái lô đất ở đây của chúng mình ở đây nó có mặt đường cũng khá nhiều và diện tích cũng khá nhiều nha quý vị. Cái lô này là 4.362 m². Đấy, 4.362 m², đất ở nông thôn, đất ở đô thị và cây lâu năm. Đó. Thì cái sơ đồ lô đất thì như thế này quý vị nhé. Sơ đồ lô đất thì như thế này. Hình thù nó như thế này. Quý vị cần thì chúng tôi sẽ gửi cho, vì đây nó cũng chỉ hơi mờ mờ thôi. Quý vị sẽ xem thông tin tham khảo để quý vị biết cái vị trí. Vị trí như này nhé. Cái Ủy ban Nhân dân phường Kim Dinh ở đây. Ủy ban Nhân dân phường Kim Dinh ở đây. Chạy ra đây chắc khoảng 300 m. 300 m thì rẽ vào cái đường này. Đường này tự dưng tôi quên tên này. Anh Vũ thử mở Google Maps xem nó là cái đường gì. Thì cái sơ đồ lô đất đây quý vị nhé. Cái đất thực tế ở đây. Cái tuyến tránh quốc lộ 56 ở cái chỗ lá cờ này quý vị này. Đó, cái chỗ ngã ba có cái lá cờ này nhá. Cái lá cờ là cái nhà bên kia đường của quốc lộ 56 rồi. Đó, thì cái đấy là tuyến tránh quốc lộ 56 ngã ba, cách đây khoảng 200 m. 200 m. Thì cái lô đất của mình bắt đầu giáp ranh từ cái nhà này. Đấy, đường mặt đường rất là rộng nhá. Trước có cái nhà cấp 4 thì người ta đập cái nhà rồi, nhà cấp 4 ở trên đất. Đến cái nhà kia, mặt đường này là 65 m. Đó, đường thì ô tô tránh nhau được nhưng mà đường này vẫn mở rộng ra nha quý vị. Họ xây thụt lùi lại rồi kìa. Họ xây thụt lùi lại. Đường này đường Trương Công Quyền nha quý vị. Trương Công Quyền. Cả cái lô đất này là 3.462 m². Thì lô đất cũng tương đối cao và đằng sau thì nó trũng xuống trông như cái suối. Hai bên này, bên kia thì cũng cao, xong rồi bắt đầu trũng xuống thành cái rãnh ở giữa này. Suối cạn, không biết là nước chảy thế nào. Mùa mưa có nước hay không. Bên này có một cái nhà vườn, người ta đã quây tường hết xung quanh, thấy tường rất là rộng, chắc phải vài hecta. Đấy, cái tường này thì quay thì nó có cái mặt tiền ở quốc lộ tuyến tránh quốc lộ 56 luôn. Đó, ở dưới này thì thấy họ san lấp sơ bộ này. Cái đằng sau đuôi này san lấp sơ bộ này, xây cái tường rào để chắn mấy cái nhà bên cạnh ấy, thì để đỡ bị lấn danh lấn rơi. Có lẽ người ta xây luôn cái đường rào bên này. Thì ở đây lô đất này vị trí là như vậy, diện tích là như vậy, có đất ở nông thôn và chỗ này quy hoạch đất ở và có quy hoạch bị đường lấy vào nữa. Giá chủ đưa ra là 13,5 tỷ. Quên ấy nói quý vị sớm mấy thông tin đấy để quý vị có thể xem tiếp hoặc như nào đó. Thì cái tường này là cái tường ra danh của nhà hàng xóm nhé. Họ xây từ cái tường kia xây ra đó, cái chân tường này. Thì cái mặt đường rất là dài. Này rất phù hợp cho cái việc là làm biệt thự nhà vườn. Và ngoài ra thì quý vị nếu mà mua nó nhiều tiền ấy, có thể mỗi người 3-4 tỷ, ba người mua chung nhau mỗi người phải được khoảng hơn 20 mét mặt đường. Tổng cái mặt đường này khoảng 65 m. 65 m. Phía đối diện thì đã có nhà dân, đi càng ra đây thì càng nhiều nhà dân. Và gần Lê Đại Hành thì lại nhiều nhà dân cao to đẹp hơn là phía này. Phía này thì nhà cũng bình thường thôi, nhà vườn cấp 4 thôi. Đấy, còn đi phía này ra cái tuyến tránh quốc lộ 56 thì đâu đó người ta gọi, không biết gọi đường lấy mô xoài hay là đường, nó gọi là tuyến tránh quốc lộ 56 nha quý vị, là khoảng 200 m. Còn đi ra đường Lê Đại Hành khoảng 500 m. 500 m. Phía Lê Đại Hành ấy có cái khu tái định cư Kim Dinh ấy, thấy rất là rộng, ít người ở nhưng mà cũng tiềm năng vì khá là đẹp, rộng và phân ô bàn cờ, có vỉa hè rất đẹp đó. Thì thông tin lô đất là như vậy. Nếu mà ai mà về đây làm cả cái biệt thự nhà vườn mà quay lại đây dọn chỗ này đi thì đẹp vô cùng. Rất là đẹp. Vừa quy hoạch đất ở vừa rộng rãi. Giá tiền nó cũng hơi lớn một chút. Nhưng mà nếu mà quý vị mà cần đầu tư thì đây là một lô đầu tư tốt cho quý vị.
Ngoài ra thì quý vị có thể phân ra cho nhiều nhà hoặc là phân lô ra. Đấy, nếu mà đây là 65 mét mà 13 tỷ rưỡi thì khoảng 200 triệu mét mét tới. Chiều sâu là đâu đó khoảng 60 mét này quý vị. 65 66 36 ấy, thì nó khoảng chỗ thì được 60, có chỗ dài có chỗ ngắn nhá. Nó không 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 phải là vuông. Lô đất hơi dạng hình thang một chút. Thì vừa như vậy thì quý vị xem sơ đồ. Ở đây thì quy hoạch đất ở, nhưng mà tuy nhiên là cái đường nó sẽ làm rộng ra nên sẽ chắc sẽ bị mất mấy trăm mét làm đường nha quý vị. Mất mấy trăm mét để làm đường, mà đường rộng ra thì mất mấy trăm mét không sao. Chỉ có điều là của nhà mình khá là dài, 65 mét mà nó lấy khoảng 10 mét thì là chắc cũng mất đến 650 mét. Cũng nhiều nhưng mà vẫn còn cả 3.000 mét thì vẫn thoải mái sử dụng. Đó, thì tùy theo quý vị quan tâm ấy, thì để chúng tôi gửi cái vị trí cho. Vị trí đây là vị trí vùng ven của Bà Rịa, Kim Dinh thực ra bây giờ cũng là thành trung tâm rồi, nhưng mà vẫn là thưa dân nên có thể được coi là vùng ven và là một nơi đầu tư tốt. Với cái số tiền đó thì chia cho diện tích là khoảng hơn 3 triệu mét vuông, khoảng 3 triệu rưỡi thôi. 3 triệu rưỡi một mét vuông cho khu đất ở. Trong sổ, trong cái sơ đồ vừa nãy thì không nói được bao nhiêu đất ở, để tôi sẽ hỏi lại thông tin và tôi sẽ đánh vào tiêu đề video là có bao nhiêu mét vuông đất ở rồi. Nha quý vị, ở trên sơ đồ thấy ghi là ở nông thôn và cây lâu năm là có đất ở rồi. Đó. Và đây quy hoạch đất ở nha quý vị, Phủ Hồng. Nên là khu vực dân cư hiện hữu, chỉnh trang hiện hữu. Người ta không có quy hoạch dự án, không có là gì cả. Thì quý vị nào quan tâm thì alo cho chúng tôi. Xin cảm ơn sự theo dõi video của quý vị. Và nếu quý vị cần thêm thông tin thì tốt nhất là lên gọi điện trực tiếp, hoặc là lên xem, hoặc lên kiểm tra định vị, rồi xem sổ, rồi xem sơ đồ, rồi các thứ, các thông tin khác. Bởi vì là video thì chỉ có thể truyền tải hình ảnh và được lời nói thôi, còn tôi chưa truyền tải được những cái về giấy tờ, về pháp lý, về các thứ. Thì quý vị quan tâm, bởi vì những cái lô đất này số tiền nó lớn, không không hề nhỏ, nên dẫn đến là chúng tôi cũng muốn truyền tải cho quý vị những cái thông tin rõ ràng nhất. Nhưng mà trên video thì chỉ được một phần như vậy thôi. Chỗ này hình như là có cái mái nhà biệt thự ẩn ở trong ấy đấy. Đấy, vì bất động sản Thiện Nhân cảm ơn sự theo dõi video của quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.